Ok, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì trong ngày hôm nay cũng như thường lệ hàng tuần mà thôi thì mình cũng sẽ gửi đến cho anh em những cái cập nhật tin tức mới nhất đang diễn ra trên thị trường của chúng ta. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ tổng hợp lại những cái gì mà thị trường của chúng ta đang đạt được ở trong khoảng thời gian này để anh em có thể đưa ra những cái ý kiến cá nhân, những cái quan điểm cá nhân của anh em để mà có thể quyết định cho một cái thị trường nó sẽ đi ra sao trong vài tuần sắp tới, trong tháng sắp tới và thậm chí trong năm nay nha. Ok, vậy thì hiện tại đó thì nếu chúng ta nhìn vào giá Bitcoin thì chắc chắn là không chỉ riêng mình đâu mà tất cả anh em đều cũng cảm thấy rất là vui. Tại vì là Bitcoin nó đã bắt đầu nó hồi phục lên rồi và tầm khoảng 2 ngày trước thì nó đã chạm ngưỡng là 45.000 đô đó. Thì đây cũng là một cái tín hiệu mà mình cho rằng là nó rất là tích cực. Tại vì trong suốt khoảng 2 tháng vừa qua thì chúng ta đã liên tục bị trì trệ bởi giá của Bitcoin rồi. Đó, vậy thì cái nguyên nhân chủ yếu nhất mà mình muốn nhắc đến ở đây thì thật ra là những cái vấn đề on-chain như là vấn đề Bitcoin được đẩy lên, được rút lên sàn hoặc là những vấn đề long short. Thì hiện tại bây giờ mình nghĩ là nó cũng không có quá là quan trọng lắm đâu. Tại vì bây giờ chủ yếu những cái luồng nguồn tin tức của chúng ta chủ yếu là đến từ những nguồn tin tức vĩ mô mà thôi. Và cái nguồn tin tức vĩ mô đầu tiên mình muốn chia sẻ đến ngay cho anh em đó chính là về việc mà về chính phủ Nga đó anh em. Thì vào ngày hôm qua thì Nga đã đem đến cho chúng ta một cái tin tức nó rất là vui. Tại vì là cả chính phủ và ngân hàng trung ương Nga là họ đã cho phép giao dịch tiền mã hóa trong nước rồi. Đó, thì đây cũng là một cái kết quả mà nó rất là xác đáng. Tại vì sau 3 tuần anh em, sau 3 tuần nha, tức là 3 tuần trước chúng ta đã có một cái lệnh đề xuất cấm của ngân hàng trung ương. Thì lúc đó là giá Bitcoin nó đâm liên tục luôn. Nó đâm liên tục và nó liên tục nó trì trệ bởi cái nguồn tin tức đó. Và sau khi cái lệnh cấm đó thì tất cả những cái cơ quan chính phủ trong nước Nga đó họ mới ngồi lại, họ đàm đạo với nhau, họ tranh luận với nhau, họ thảo luận với nhau về cái vấn đề này để mà đưa ra những cái quyết định cuối cùng đó. Tại vì là đa số trong các cơ quan chính phủ của Nga đó thì đa số họ không đồng tình với cái lệnh cấm này và chỉ có ngân hàng trung ương Nga mà thôi. Thì cuối cùng đó thì chính phủ họ đã đưa ra, họ đã quyết định là họ đưa ra một cái lộ trình quản lý tiền mã hóa cuối cùng. Và cho đến ngày hôm nay đó thì họ đã cho phép chính phủ và ngân hàng trung ương Nga đã đạt được một cái tiếng nói chung và họ cho phép giao dịch tiền mã hóa trong nước. Và cái điều đặc biệt hơn đó anh em, tức là tiền mã hóa ở nước Nga đó thì họ đã cũng đã đi đến một cái quyết định rằng là họ sẽ công nhận crypto của chúng ta là Bitcoin và những cái altcoin khác đó là một loại tiền tệ anh em, chứ không phải là một loại tài sản thuộc về lĩnh vực là tài chính kỹ thuật số nữa, mà thực sự là một loại tiền tệ tại nước Nga nha. Thì đây là một cái thông tin rất là lớn mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Tại vì sao? Tại vì bây giờ họ đã hợp pháp hóa rồi, họ xem đây là một loại tiền tệ rồi, thì chứng tỏ rằng là cái vị thế của crypto tại nước Nga nó đã nâng lên một cái tầm cao mới rồi. Và tại sao mình nói rằng là nó quan trọng? Tại vì như anh em cũng đã biết đó, thì nước Nga đó, như mình có đưa tin ở cái video đợt trước, thì nước Nga cái dân số của họ đó, họ sở hữu Bitcoin rất là lớn anh em. Mà ở đây mình có liệt kê cho anh em đó, thì họ sở hữu khoảng là hơn 200 tỷ và con số cụ thể nhất, xác đáng nhất là 214 tỷ. Nó chiếm khoảng 12% tổng giá trị vốn hóa của thị trường chúng ta. Nên vì vậy bất kỳ những cái thông tin tiêu cực nào như cái lệnh đề xuất cấm vừa rồi đó anh em, khoảng 3 tuần trước tung một cái là dĩ nhiên là thị trường của chúng ta nó sẽ bị chao đảo liền, đúng không? Đó, và cái việc mà Nga bây giờ họ chấp nhận như vậy cùng với cái con số người dân họ đang sở hữu khoảng 214 tỷ USD như vậy thì dĩ nhiên chắc chắn thị trường chúng ta sẽ thẩm thấu và sẽ tạo nên một cái động lực, một cái bệ phóng vững mạnh hơn để mà có thể tiếp tục hồi phục và tăng trưởng hơn trong tương lai. Thì mình nghĩ rằng đây là thông tin cực kỳ quan trọng cho tuần này mà anh em phải nắm bắt được. Đó. Và về cái động lực nào mà đã khiến cho chính phủ Nga và ngân hàng trung ương họ đạt được một cái tiếng nói chung để họ đưa ra những cái quyết định nó cởi mở hơn như vậy với crypto, thì dĩ nhiên thì chúng ta hãy nói đến vấn đề thuế. Thì ở đây mình có đưa thông tin cho anh em thì các nhà chức trách của Nga đó họ ước tính là nếu mà Nga hợp pháp hóa crypto để có thể đánh thuế vào những cái lĩnh vực như là về khai thác tiền mã hóa nè, như là về giao dịch tiền mã hóa nè, hoặc là sàn giao dịch crypto nè, thì họ có thể thu được một cái lợi nhuận cực kỳ khổng lồ anh em, tức là một năm họ thu về khoảng 13 tỷ USD. Thì đây cũng là một cái động lực chính mà mình nghĩ rằng nó đã thúc đẩy cho chính phủ Nga và ngân hàng trung ương họ đi đến một cái quyết định nó thống nhất, nó hợp nhất như vậy để mà mở cửa cho crypto. Thì dĩ nhiên là BTC của chúng ta đó thì vào ngày hôm qua nó vẫn dao động ở cái ngưỡng giá này và nó chưa có lập tức phản ứng liền đâu. Thì anh em cũng biết đó, thì thị trường của chúng ta nó vẫn cần một cái độ thẩm thấu nhất định để mà nó phản ứng với một cái luồng thông tin nào đó tích cực, đúng không? Giống như mình đưa ra một ví dụ giống như là Fed đi, tầm cỡ khoảng tháng 12 anh em có nhận được một cái thông tin là Fed bắt đầu
sẽ có thể nâng lãi suất trong năm 2022 tập khoảng 3-4 lần trong năm 2022 đó, thì thị trường của chúng ta nó không lập tức phản ứng liền đâu, mà anh em thấy nó cứ chảy dần, nó cứ chảy máu dần tới tháng 1, tháng 2 và sau đó nó bật tăng trở lại, đúng không? Thì cái đó là cái tính thẩm thấu thị trường mà mình cũng đã chia sẻ cho anh em qua những video mà mình chia sẻ rồi đó. Nên chúng ta không thể nào kỳ vọng rằng là bùm một cái Nga chấp nhận, bây giờ Nga chấp nhận một phát là thị trường của chúng ta sẽ bật lên lại liền, không phải nha. Mà chúng ta vẫn cần một cái độ thẩm thấu và có thể chúng ta sẽ chờ đến cuối tháng 2 hoặc là qua đầu tháng 3 đó. Và rất nhiều anh em lo ngại rằng là nếu mà qua tháng 3 đó, thì như mình cũng đã đưa tin trước rồi, là qua tháng 3 là Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất, đúng không? Fed sẽ bắt đầu quyết định cái thời gian tăng lãi suất vào cái phiên họp tháng 3, thì liệu thị trường của chúng ta có bị chao đảo hay không? Thì cái phần trăm xác suất mình nghĩ là nó vẫn có, nhưng mà đó chỉ là một cái phần trăm xác suất thấp thôi, tại vì thị trường của chúng ta cũng đã thẩm thấu cái thông tin nâng lãi suất này nó quá là nhiều lần rồi. Nên là cái việc mà bây giờ Fed có nâng đi chăng nữa đó, thì nó chỉ sẽ điều chỉnh nhẹ một tí rồi nó bắt đầu nó hồi phục dần lên mà thôi. Thì đây cũng là cái quan điểm cá nhân của mình, và nếu có, nó không có phải đúng hoặc sai, cái việc đúng hoặc sai thì chờ đợi thị trường trả lời mà thôi. Đó, thì mình chỉ đưa ra những cái quan điểm cá nhân theo những cái gì bằng kinh nghiệm và cái quan sát của mình trên thị trường này ha anh em. Nên anh em đừng có xem đây là một cái lời khuyên đầu tư gì cả đó, để chúng ta có thể tự chủ hơn trong cái việc mà đầu tư của mình trong cái thị trường này. Rồi, tiếp theo đó là cái động lực tiếp theo mà mình nghĩ rằng nó cũng tác động không kém đâu. Thì ngoài Nga thì mình đã đưa tin về Ấn Độ rồi. Thì mặc dù Ấn Độ đó họ áp thuế 30% đối với tiền mã hóa, tức là họ đang hạn chế cái việc nhà đầu tư tham gia vào thị trường đó, thì không cấm thì hạn chế mà thôi. Nhưng dù sao chúng ta hãy nên nhìn theo một cái hướng độ tích cực khác, tức là họ không cấm, họ hạn chế, thì họ hạn chế với cái việc áp thuế. Như vậy thì dĩ nhiên là hợp pháp rồi, đúng không? Đó, mặc dù hạn chế nhưng mà họ cũng đã ngầm công nhận là ok, bây giờ tôi không cấm thì tôi sẽ áp thuế để hạn chế thôi. Đó, thì nó cũng đã một phần ở đó, nó mở ra một cánh cửa nó tươi sáng hơn dành cho crypto của chúng ta. Nó khác biệt với một cái bức tranh là cấm hoàn toàn, rồi đề xuất cấm, rồi rất nhiều cái đàn áp, rất nhiều biện pháp đàn áp khác nhau mà Ấn Độ đã đưa ra trước đây. Đó, thì chúng ta cũng nên cảm ơn Ấn Độ về cái vấn đề này. Và hai cái quốc gia này là hai cái quốc gia mà mình nghĩ rằng là trong những tuần vừa qua là hai cái quốc gia nổi bật nhất trong cái vấn đề mà đưa ra những cái khung pháp lý đối với tiền mã hóa, và phần nào đó nó đã tác động một cách tích cực tới thị trường mà vô tình chúng ta không có để ý mà thôi. Và cái nhân vật tiếp theo đó thì anh em cũng nên cảm ơn, đó chính là về El Salvador. Thì anh em biết đó, El Salvador mặc dù bây giờ đang bị lỗ nha anh em. Đó, mặc dù bây giờ đang bị lỗ với cái giá Bitcoin hiện tại đã tăng lên 43.000 USD rồi, 44-45 rồi. Nhưng mà El Salvador vẫn đang phải gánh chịu cái khoản lỗ của mình. Nhưng trong những tuần vừa qua thì sao? Những tuần vừa qua thì IMF, tức là một cái quỹ tiền tệ quốc tế, họ liên tục gây áp lực đến El Salvador và họ nói rằng là El Salvador phải ngưng cái việc mà chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ đi, vì nếu anh không làm như vậy thì anh sẽ có rất nhiều rủi ro và chúng tôi sẽ đưa ra những cái biện pháp đe dọa, đưa ra những cái biện pháp hạ khắc hơn đối với quốc gia của anh. Đó, nhưng mà El Salvador anh em thấy đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn rất là lì. Cái lì ở đây mình để trong ngoặc kép nha, chứ mình không phải mình chê bai họ đâu, mà cái lì ở đây mình để trong ngoặc kép, tức là mình đang khen họ đó anh em. Đó, thì El Salvador họ rất là quyết tâm trong cái việc mà thực hiện cái ý chí của tổng thống El Salvador, ông đưa ra về luật Bitcoin, về cái sự phát triển Bitcoin của quốc gia của ông để mà có thể cải thiện cái nền kinh tế tài chính của quốc gia đi lên. Đó, và anh em thấy El Salvador họ bác bỏ luôn, họ bác bỏ cái lời đề nghị này với một cái lý do rằng là họ nói rằng là ok, chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền, chúng tôi phải có những cái quyết định riêng của quốc gia chúng tôi. Không một đất nước nào trên thế giới có thể can thiệp vào cái việc này. Và cái điều đó nó đã một phần nào đó nó củng cố lại niềm tin của nhà đầu tư anh em. Đó, tại vì anh em biết á, thị trường của chúng ta không chỉ là những tổ chức tham gia vào thị trường đâu, mà chúng ta còn có những cá nhân bán lẻ tham gia vào thị trường nữa. Vì vậy đó, nên là cái việc mà một cái cá mập to lớn họ đang có một cái, họ sở hữu biết bao nhiêu tài sản đúng không? Nhưng mà có một sự thật anh em phải đồng ý với mình rằng là một vị vua to lớn tới cỡ nào, có vị thế đến cỡ nào cũng không bằng người dân nhỏ lẻ họ hợp sức lại. Thì thị trường của chúng ta nó cũng giống như vậy. Mình đang đứng trên góc độ của những người tham gia vào thị trường nhỏ lẻ như mình và anh em nè. Đó, thì chúng ta một phần nào đó chúng ta tham gia vào thị trường, chúng ta cũng phải có một cái chỗ dựa niềm tin là những cái quốc gia nè, những tổ chức đầu tư tài chính lớn trên thế giới, những ngân hàng lớn trên thế giới, những ông lớn mà đổ rất nhiều tiền vào thị trường này. Thì đó là cái chỗ dựa niềm tin lớn nhất của chúng ta để mà chúng ta vin vào đó, để mà chúng ta củng cố lại cái tâm lý của chúng ta khi mà chúng ta tham gia vào thị trường, đúng không? Thì El Salvador cũng như vậy anh em. Thì nếu mà El Salvador có một chút gì đó lưỡng lự, một chút gì đó mà không có thể hiện một cái quyết tâm của mình trong cái việc tiên phong mà đưa ra cái luật Bitcoin để phát triển cái luật Bitcoin của mình lên, và cái ý chí của tổng thống El Salvador một phần nào đó bị lung lay, thì mình chắc chắn rằng là thị trường của chúng ta nó sẽ rất là khó để hồi phục như thời điểm hiện tại.
Đó là điều chắc chắn, tại vì nó sẽ tác động đến tâm lý của những nhà đầu tư nhỏ lẻ hơn, và bắt đầu họ sẽ nghĩ rằng là ok, El Salvador giờ thua lỗ rồi, mà bây giờ họ lại đi họ bán Bitcoin, họ không có còn giữ vững cái lập trường của mình nữa, thì chắc chắn cái tâm lý lo sợ nó sẽ dần dần nó lan tỏa trên thị trường, và các nhà đầu tư nhỏ lại bắt đầu họ sẽ bán tháo đi. Mà khi mà bán tháo như vậy đó anh em, thì đến một cái ngưỡng giá nhất định thì mình cũng đã chia sẻ rồi, đến một cái ngưỡng giá nhất định, ví dụ là tụt xuống khoảng 32-34.000 đô đi, tụt xuống nữa khoảng 30.000 đô, thì cái ngưỡng mà 30.000 đô tới 32.000 đô đó thì anh em có biết đó là gì không? Đó là cái ngưỡng mà những thợ đào Bitcoin đó họ phải chịu thua lỗ anh em, họ phải chịu thua lỗ. Tức là bây giờ từ ngưỡng 34.000 đô trở lên đó thì những thợ đào Bitcoin đó họ đang có lời, và mức lời của họ rơi vào tầm khoảng 10-20%, và nếu sụt xuống dưới khoảng đó là họ đang chịu một cái mức thua lỗ. Và khi họ thua lỗ thì họ sẽ làm sao? Họ sẽ bán ra Bitcoin. Từ đó chúng ta đã có một cái hiệu ứng domino xếp chồng lên, từ nhà đầu tư nhỏ lẻ đến thợ đào, họ liên tục họ xả ra. Vậy thì cá mập nào đỡ được cho anh em, đúng không? Chúng ta hay thường bàn về một câu chuyện là cá mập sẽ đỡ, cá mập sẽ gom. Nhưng mà nếu một cái số lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ xả ra quá lớn như vậy, một cái tâm lý hoang mang tột độ như vậy, xong rồi nó ảnh hưởng tới cái lợi nhuận của thợ đào để họ trang trải thiết bị chi phí của họ, thì cá nào gom cho nổi anh em, đúng không? Anh em có đồng ý với mình chuyện đó hay không? Thì chúng ta cũng hãy nên cảm ơn El Salvador vì những cái động thái vừa qua đó, quốc gia đã rất quyết tâm trong cái chuyện này và vẫn chưa hề bán một Bitcoin nào cả. Rồi, đó là những cái thông tin từ cái quốc gia đã diễn biến trên thị trường trong thời gian qua mà mình muốn tổng hợp để cho anh em ở trong cái video lần này. Rồi, và tiếp theo đó thì cũng rất là may mắn nha anh em, cũng rất là may mắn khi tầm vào tuần trước mình đã thực hiện một cái bức tranh so sánh giữa việc động thái của Google, động thái của Apple, động thái của Microsoft, của những cái công ty mà đang sở hữu cái mức tài sản mà đang thuộc top đầu trên thế giới đó anh em. Thì trong tuần này chúng ta đã có một cái tuyên bố mà mình nghĩ rằng đây cũng là một cái động lực rất là quan trọng để mà có thể thúc đẩy thị trường của chúng ta đi lên, đó chính là CEO của Google đó. Đó, ông Sundar Pichai đó, thì ông có nói rằng đó là Google sẽ đặt Web 3 là một trong những trọng tâm phát triển của công ty. Thì anh em biết đó, Google từng được xem, không phải từng được xem nữa nha, mà đã được chứng minh rồi, đã được thế giới công nhận rồi, thì Google là một trong những ông trùm của Web 2. Đó, thì bây giờ tự nhiên ông trùm của Web 2 mà lại khẳng định là Web 3 có tương lai và đi bắt đầu đi sang xây dựng Web 3. Thì anh em biết đó là nó cũng đã tác động một phần nào đó tới tâm lý chung của thị trường. Và những cái ông lớn tiên phong như thế này như Google mà bây giờ lại nói là sẽ đặt Web 3 làm trọng tâm, chúng tôi sẽ quyết định xây dựng Web 3 và cống hiến những cái gì mà những cái nguồn lực có thể tốt nhất dành cho cái Web 3 này, và chúng tôi sẽ hỗ trợ cái công nghệ này trong tương lai. Thì đó là những cái tuyên bố của CEO Google. Thì đây cũng là một cái điểm trùng hợp mà mình vừa nêu trong video vào tuần trước. Thì vào cái lúc đó đó, dành cho anh em nào chưa xem, thì mình có nói rằng là so với những cái dữ kiện mình đã tổng hợp lại, thì cái việc mà Google hay là Apple họ bắt đầu với cái thị trường này như thế nào, theo một cái cách nào đó, thì đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đó, thì đó chỉ là cái niềm tin của mình. Và thật là may mắn khi mà vừa vào tuần trước mình vừa nói, thì trong tuần này chúng ta lại có luôn. Đó, thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực dành cho anh em nha. Đó, rồi tiếp theo chúng ta nhắc tới Google thì chúng ta lại có tới Apple. Thì Apple đó anh em, thì vào ngày hôm nay đó, Apple đó đã đưa ra một cái tính năng thanh toán mới, đó chính là cái tính năng Tap to Pay, mà mình hay gọi tắt để cho anh em, đơn giản hóa cho anh em hiểu rằng đó chính là cái tính năng một chạm đó, tức là mình chạm vào một cái là mình có thể thanh toán đó. Thì cái tính năng này là sao? Cái tính năng này đó thì nó sẽ hỗ trợ cho cái nền tảng Apple Pay của Apple, và nó hỗ trợ cho cả thẻ tín dụng nè, thẻ ghi nợ thanh toán và các ví tiền mã hóa nha anh em, các ví tiền mã hóa. Đó, thì cái việc mà tại sao là cái tính năng mới, cái tính năng một chạm này á, cái tính năng một chạm này nó có liên kết với cái việc thanh toán và chấp nhận crypto của bên phía Apple. Thì hiện tại đó, về bên phía Apple đó, thì đây chỉ là những cái mà dữ kiện mình móc nối lại và mình chia sẻ thôi, chứ không có phải là những cái xác nhận nha anh em. Đây không phải là những cái xác nhận từ phía bên đội ngũ phát triển của Apple, cũng giống như là CEO Apple Tim Cook, nên anh em đừng có hiểu nhầm rằng là cái tính năng này nó ra là nó sẽ chấp nhận crypto. Đó là cái chuyện không phải nha. Mà cái chuyện mà nếu chúng ta biết được là nó xác nhận hay không, bên phía đội ngũ Apple có xác nhận hay không, thì chúng ta phải đợi cái tính năng này nó chạy ra, cái tính năng này nó chạy ra để bên phía Apple họ công khai ra tất cả những cái gì đó, thì chúng ta mới có thể xác nhận rằng là có thể thanh toán bằng crypto. Nhưng mà đây chúng ta đã có những cái bằng chứng hé lộ ra được là nó có khả năng có thể tích hợp thanh toán bằng crypto. Là sao?
là tại vì á, là nhiều sàn giao dịch lớn, nhiều sàn giao dịch lớn ở Mỹ như là Coinbase, Gemini hay là Crypto.com đó, thì họ đã đều hợp tác với Visa để họ phát hành một cái thẻ ghi nợ tiền mã hóa riêng đó. Nhưng mà cái sản phẩm này nè, cái sản phẩm thẻ ghi nợ tiền mã hóa riêng này nè của những cái sàn này kết hợp với Visa nha, thì ở đây những cái sàn này ví dụ như là Coinbase kết hợp với Visa, Gemini kết hợp với Visa, thì họ sẽ phát hành ra cái thẻ riêng đó. Nhưng mà cả hai cái tổ chức này đó, cả những cái ông này đối với Visa và cái thẻ này đó, thì cái thẻ này nó cũng tích hợp thanh toán liên quan đến Apple Pay anh em đó. Tức là cái sản phẩm giữa các ông lớn này đối với Visa đó là cái thẻ này nè, nó tích hợp thanh toán với Apple Pay. Và bây giờ Apple lại cho ra mắt một cái tính năng mới là một chạm đó đối với Apple Pay, và trong cái tính năng đó nó sẽ hỗ trợ các ví tiền điện tử. Thì ở đây chúng ta thấy được rằng á, là có khả năng là cái tính năng này nó sẽ được tích hợp với cái thẻ này đó, tức là nó móc nối qua nhau để mà có thể chấp nhận thanh toán crypto qua một cái hình thức nào đó. Thì ở đây nó hơi dài dòng một tí, nhưng mà anh em có thể hiểu đơn giản là ông A đối với ông B tạo ra một cái thẻ đó, cái thẻ này nó lại đi nó tiếp tục tích hợp với cái Apple Pay đó. Mà cái Apple Pay đó nó chuẩn bị nó ra mắt một cái tính năng mới là cái tính năng tap to pay, là tính năng một chạm. Thì nó móc nối qua nhau, thì cái tính năng đó nó sẽ hỗ trợ các ví tiền mã hóa, đúng không? Và khi nó hỗ trợ các ví tiền mã hóa thì nó chắc chắn sẽ hỗ trợ cái sự liên kết giữa cái thẻ này đối với cái app của Apple Pay. Thì dĩ nhiên là đây nó móc nối dài dòng như vậy thôi, nhưng mà chung quy lại chúng ta vẫn đang rất là kỳ vọng rằng là cái tính năng mới của Apple Pay, bên phía Apple họ sẽ chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa. Mà một cái câu chuyện rằng là nếu mà Apple chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa một cách rườm rà, nó dài dòng như vậy, mình không hề quan tâm là họ chấp nhận theo một cách trực tiếp hay gián tiếp. Ở đây mình dùng từ gián tiếp để cho anh em dễ hiểu nhé, mình không còn quan tâm họ chấp nhận một cách trực tiếp hay gián tiếp, nhưng mà miễn sao Apple họ chấp nhận theo một cái phương thức nào đó, thì cái thương hiệu Apple nó sẽ gây một cái làn sóng dư luận rất là mạnh đối với các nhà đầu tư tiền mã hóa. Và lúc đó một cái câu chuyện là BTC nó tăng tới đâu, BTC nó sẽ hồi phục tới đâu, thì đó chỉ là một cái câu chuyện mình cho rằng là sớm muộn mà thôi nha anh em. Tại vì khi mà chúng ta nhắc đến về Apple, chúng ta nhắc đến về Google, đó là một cái phạm trù rất là khác rồi, đối với những cái tổ chức khác rồi đó. Thì mình cũng không hiểu tại sao tâm linh như vậy nữa, tại vì tuần trước mình cũng vừa mới ngồi dò lại và mình tự nhiên mình phát hiện ra dường như cái sự móc nối giữa Apple và Google như vậy. Thì tuần này nó lại có những cái thông tin rất là tích cực và mình muốn truyền tải ngay đến cho anh em đó. Rồi, ok. Và tiếp theo chúng ta đã có một cái thông tin khác mà mình nghĩ rằng nó cũng cực kỳ quan trọng, và nó có một cái điểm rất là thú vị mà mình muốn chia sẻ ngay lập tức đây, đó chính là về cái quỹ quản lý lớn nhất thế giới BlackRock đó anh em. Thì dành cho anh em nào chưa biết đó, thì BlackRock là một cái công ty đầu tư cũng như là một cái công ty quản lý quỹ tài sản lớn nhất thế giới nha anh em. Và cái quỹ này đó, cái giá trị tài sản mà BlackRock đang quản lý thì nó rơi vào tầm khoảng là 10.000 USD, 10.000 tỷ đô đó anh em. Nó rất là kinh khủng. Và trước đây á, thì đã có nhiều cái thông tin nhá hàng, nhiều cái động thái nhá hàng cũng như là những cái cuộc thăm dò của BlackRock vào thị trường của chúng ta rồi. Và điển hình vào năm 2021 đó, khi mà BlackRock họ đầu tư vào hợp đồng tương lai Bitcoin, rồi họ bắt đầu họ mua cổ phiếu của những cái công ty mà khai thác Bitcoin đó anh em. Thì ở đây mình có liệt kê cho anh em rõ ràng luôn, tức là họ mua khoảng gần 400 triệu cổ phiếu của những công ty khai thác Bitcoin, và họ đầu tư vào thị trường tương lai Bitcoin ở trên sàn giao dịch CME đó chỉ với 6,5 triệu USD mà thôi. Mà mình nhớ không nhầm mới là 6,5 triệu USD đối với họ chỉ là 0,00, rất nhiều số 0,1% trong một cái quỹ nhỏ nằm trong một cái tổng công ty lớn của BlackRock đó, chứ họ không hề đầu tư nhiều. Nhưng mà tự nhiên bây giờ vào thời điểm hiện tại thì tự nhiên sáng nay luôn, mình bắt kịp một cái tin rằng là BlackRock lại chuẩn bị cung cấp giao dịch Bitcoin, mà cung cấp giao dịch này là cho những cái khách hàng của họ, mà những khách hàng của họ là nhà đầu tư tổ chức đó. Thì anh em có để ý rằng là những cái động thái của BlackRock dần dần nó tiến sâu hơn vào cái thị trường của chúng ta. Và trước cái thông tin này đó thì BlackRock cũng đã đăng ký một cái quỹ ETF lên cho SEC đó. Và cái quỹ ETF này nó lại liên quan đến crypto và blockchain. Tức là cái quỹ ETF này á, nó sẽ có một cái cổ phiếu, và cái cổ phiếu đó nó sẽ tham chiếu những cái công ty có quan hệ mật thiết với crypto và có những cái sự tiếp xúc nhất định với crypto, có chuyên môn trong đó, ví dụ như sàn Coinbase nè đó, và những cái công ty khai thác khác. Thì cái quỹ này nó nhằm mục đích như vậy đó. Và một cái điểm thú vị mà mình vừa nhắc hồi nãy đến cho anh em là tại sao nó lại thú vị, thì tầm khoảng tháng 2, bây giờ tháng 2 năm 2022 đúng không, thì vào tầm khoảng tháng 3, tháng 4
đây, vào tầm khoảng tháng 3, tháng 4 để mình mở cho anh em. Đây, vào tầm khoảng tháng 3 nha anh em, ở đây là bài báo mình đã làm vào hồi tháng 3 năm 2021 và tầm khoảng tháng 4 năm 2021 thì chúng ta đã có Morgan Stanley và JP Morgan. Thì hai cái ông này đó là hai cái ông ngân hàng mà dường như là lớn nhất của Hoa Kỳ luôn đó. Thì hai ông này ông cũng đã làm một cái động thái tương tự như BlackRock, là ông cung cấp quyền đầu tư cho những cái khách hàng được cho là những khách hàng đầu tư của ngân hàng và những cái khách hàng mà họ có những cái đủ điều kiện nhất định để mà họ đầu tư, để mà họ tiếp xúc vào Bitcoin đó. Thì vào tầm cũng khoảng thời gian bây giờ, vào năm trước thì Morgan Stanley và JP Morgan đó cũng đã mở một cái động thái tương tự như BlackRock vậy. Nhưng mà anh em biết á, ngay sau khi những cái ông này đó ổng chính thức cung cấp những cái quyền đầu tư Bitcoin cho khách hàng của mấy ổng đó, thì sao chúng ta đã có một cái tháng 4 cực kỳ huy hoàng khi mà Bitcoin đã dội lên một cái mức ATH là 64.000 đô đúng không? Nhưng mà hai ông này á, so với cái mức mà tài sản mà hai ổng đang sở hữu đó của Morgan Stanley và JP Morgan thì hoàn toàn mình nếu mà so sánh với BlackRock thì nó chỉ như là một cái con muỗi thôi anh em. Thật sự luôn, với cái tài sản của BlackRock là một cái quỹ lớn nhất thế giới mà anh em, tầm khoảng 10.000 tỷ USD mà bây giờ ông lại chấp nhận cung cấp giao dịch Bitcoin, thì mình nghĩ rằng là đây là một cái thông tin nó rất là FOMO luôn anh em, nó rất là FOMO. Và nếu chúng ta có một cái bức tranh lịch sử tương tự lặp lại nha, thì mình mới vừa nói đó, thì năm trước khi mà hai ông này được xem là cộm cán của ngân hàng Hoa Kỳ rồi đó, mà hai ông tung ra một cái, hai ông cung cấp quyền đầu tư cho Bitcoin cho khách hàng của ổng rồi đó, thì chúng ta đã có Bitcoin ở 64.000 đô. Và bây giờ khi mà chúng ta có một cái thực sự là một cái đế chế lớn nhất thế giới như BlackRock, ông đem cả 10.000 tỷ đô, ông đang giữ cả 10.000 tỷ đô mà ông cung cấp giao dịch Bitcoin cho khách hàng của ông nữa, thì liệu chúng ta có lặp lại một cái câu chuyện rằng là Bitcoin sẽ bùm một phát bay lên 69.000 đô không, hoặc là phá vỡ cái mức ATH đó không? Thì đó là một cái câu chuyện của tương lai, nhưng mà đó là một cái điểm thú vị đã từng có trong lịch sử rồi. Và hiện tại chúng ta có lặp lại hay không, hay là chúng ta còn đi vươn xa hơn thế nữa, hoặc là chúng ta không lặp lại, chúng ta lại đảo chiều đi xuống, thì đó, tất cả những trường hợp đó đều có thể xảy ra. Nhưng mà đối với mình, trên một cái cương vị quan điểm cá nhân của mình là một người rất ủng hộ về Bitcoin, và mình rất ủng hộ, mình tin tưởng cái thị trường này, thì mình hy vọng rằng câu chuyện nó sẽ lặp lại, và nó sẽ lặp lại theo một cách nó tuyệt vời hơn nữa, là Bitcoin sẽ bắt đầu phá ATH qua 69.000 đô và bắt đầu tìm kiếm một cái đỉnh mới trong năm nay để mà có thể duy trì những cái chu kỳ uptrend cho chúng ta, để mà anh em chúng ta sau Tết chúng ta có những cái thành công mới, có những cái thành tựu mới trong cái thị trường này. Đó thì mình hy vọng rằng là như vậy thôi. Đó thì đó là cái điểm thú vị mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Và chúng ta cũng đã, trong tuần này chúng ta cũng đã có một cái sự kiện mà nó rất là hay, và mình nghĩ rằng cái hay này chúng ta cũng nên để trong ngoặc kép thôi. Tức là mình dùng từ hy hữu thì nó cũng hay hơn ha. Đó chính là về việc mà phía bên chính phủ Mỹ đó, họ đã bắt được những cái người mà họ liên quan đến một cái vụ hack của cái sàn Bitfinex đó anh em, từ hồi năm 2016, và tổng giá trị thiệt hại của cái vụ hack này á là nó rơi vào tầm khoảng là 3,6 tỷ đô nha, 3,6 tỷ đô Bitcoin. Thì hiện tại á, có nhiều nguồn thông tin cho rằng á là chính phủ Mỹ đã bắt được những cái kẻ thủ phạm rồi, nhưng mà mình xin đính chính lại cho anh em để anh em có thể có được cái nguồn thông tin mà nó chính xác nhất nha. Thì đây chỉ là hai nghi phạm thôi anh em. Thì đây chỉ là hai nghi phạm thôi, đó là cặp vợ chồng này, đó Liechtenstein và Heather Morgan. Đó, thì cái cặp vợ chồng này chỉ là nghi phạm thôi, chứ bên phía chính phủ họ vẫn chưa xác nhận rằng là hai người này đích thân là kẻ chủ mưu sau cái vụ hack 3,6 tỷ USD của sàn Bitfinex nha. Nên là nếu mà anh em nào có đọc một cái nguồn thông tin nào khác mà nói rằng hai ông bà này bây giờ đã là hai cái người chính để mà thực hiện cái phi vụ này, thì đó là không phải. Tức là bây giờ chính phủ họ mới tạm giam và họ bắt lại thôi để họ điều tra thêm. Thì đây chỉ là hai cái nghi phạm thôi. Đó, và nếu mà bây giờ họ điều tra ra mà họ xác nhận là hai cái nghi phạm này là hai cái kẻ chủ mưu chính thực hiện cái phi vụ này, thực hiện cái phi vụ mà mình hay gọi vui á, là từ sau khi cái sự kiện này ra, đó là cái phi vụ thế kỷ đó. Thì nếu mà xác nhận chính là hai người này là thủ phạm chính trong cái phi vụ thế kỷ này, thì dĩ nhiên rồi, một cái hình phạt rất là lớn đối với cho cặp vợ chồng này, đó chính là đối mặt với một cái án tù lên đến 25 năm lận. Và hiện tại đó, cái số lượng Bitcoin nó rơi vào tầm khoảng 94.000 Bitcoin, trị giá cơ khoảng là 3,6 tỷ USD, thì bây giờ là nó thuộc về phía những phía của chính phủ Hoa Kỳ rồi. Thì rất nhiều anh em lo ngại rằng là nếu mà cái số lượng Bitcoin này mà chính phủ Mỹ họ đem ra mà họ bán thì thị trường sẽ ra sao, thì mình nghĩ rằng là đó là cái câu chuyện nội bộ của chính phủ họ, mình không thể nào mình dự đoán được họ đang có những cái dự tính gì trong tương lai, thì mình cũng không thể dự đoán được đó. Nhưng mà nếu mà cái số Bitcoin này họ đem ra họ xả trên thị trường hay sao đó, thì đó là một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là thị trường cũng sẽ hấp thụ được mà thôi. Tại vì chúng ta cũng đã có một cái vụ hack
một cái vụ mà trả lại cho sàn Antigos, đúng không? Cho sàn Antigos mà mình đã đưa tin vào tầm khoảng là từ 2 đến 3 tháng trước, thì nó cũng rơi vào đâu đó tầm khoảng mấy tỷ đô đó. Thì lúc đó chúng ta cũng đã lo ngại rằng là nếu mà trả lại thì đem đi ra xã thì sao. Thì hiện tại thì mình nghĩ rằng cái thị trường này nó cũng đã dần dần trưởng thành hơn rồi. Và cái niềm tin của người dân, cái niềm tin của những nhà đầu tư, tổ chức họ dành cho Bitcoin nó cũng đã dần dần nó lớn ra rồi. Nên là dĩ nhiên những cái con số tỷ đô Bitcoin anh em có thể nhìn mà anh em thấy sợ, nhưng mà chúng ta cái thị trường của chúng ta sẽ dần dần sẽ hấp thụ được mà thôi. Thì đó là cái điều mà mình đã thấy qua biết bao nhiêu vụ hack, họ trả lại biết bao nhiêu tỷ đô nè, từ sàn này sàn kia, rồi những hacker họ chuyển qua chuyển lại đó. Thì cái vấn đề là những cái vấn đề mà chúng ta rất thường gặp ở trong cái thị trường này, và đó luôn làm hoang mang dành cho người mới thôi. Chứ còn những anh em nào mà tham gia lâu năm thì chắc chắn chúng ta không bị dao động bởi cái nguồn thông tin như thế này ha. Và sàn Bitfinex đó là họ sẽ khẳng định rằng là họ sẽ sử dụng 80% số Bitcoin thu hồi của họ để mua lại cái token sàn của họ đó. Thì đây cũng là một cái sự kiện khá là thú vị mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em trong cái điểm tin video tuần này ha. Rồi, và về phần Ancoin thì dĩ nhiên thì trong tuần qua chúng ta phải nhắc đến cái đồng coin gọi là đồng Gala đó. Thì tại sao mình lại cho rằng là đây là một cái đồng nó cực kỳ, nó đột phá và nó nổi bật? Không phải mình ở đây mình không nói về giá nha, mà mình đang nói về cái chiến lược phát triển của team, của đội ngũ phát triển của họ thôi, chứ mình không bàn về vấn đề là giá nó tăng hay giá nó giảm. Nên là anh em cũng đừng nhìn vào cái việc mà mình đang nói rằng là mình nói về đồng này đồng kia là mình kêu anh em mua hoặc là kêu anh em không mua. Nếu mà anh em nghĩ như vậy thì tội cho mình quá. Mình chỉ đang chia sẻ về những khía cạnh dự án và phát triển thôi. Đó, thì tại sao mình lại ấn tượng với Gala? Thì Gala đó họ đã tiết lộ rằng họ sẽ rót 5 tỷ USD. Thì cái 5 tỷ này đó anh em cứ hình dung mình như đây như là một cái lời hứa của Gala để tung ra một cái quỹ phát triển hệ sinh thái của riêng họ vậy. Và 5 tỷ USD cái quỹ này nó sẽ được làm gì? Đó, thứ nhất là nó sẽ được mở rộng những cái phạm vi cái vũ trụ NFT thuộc Gala. Và trong đó chúng ta có gì? Chúng ta có về phạm vi âm nhạc nè, thì Gala sẽ chia 1 tỷ. Về phạm vi phim ảnh 1 tỷ, về công viên giải trí Gala sẽ 1 tỷ. Và về lĩnh vực blockchain game của Gala đó thì họ sẽ chia 2 tỷ. Và tổng cộng là cái gói này đó thì nó là 5 tỷ nha. Và tại sao mình lại nói nó kinh khủng như vậy? Thì anh em hãy nhìn xem đây. Ở đây thì ở đây là những cái quỹ phát triển hệ sinh thái của những cái ông lớn máu mặt hàng đầu trên thị trường. Đó là những cái blockchain layer 1. Như chúng ta có thể nhìn trên ảnh đây đó, thì đó là về Avax, Celo, Phantom, Agoran, Hedera, Kava, Cardano, Binance Smart Chain, đó vân vân. Thì anh em thấy đó, cái gói cao nhất đó, cái gói quỹ phát triển hệ sinh thái cao nhất thì nó là của Hedera thôi. Và cái thời điểm này đó, khi mà đội ngũ của mình làm cái infographic này đó, thì Hedera họ đã cam kết là họ sẽ phân bổ ra 10,7 tỷ cái đồng HBAR. Thì vào thời điểm đó nó rơi vào tầm khoảng 5 tỷ, nhưng mà với cái cú sụt của Bitcoin đó thì cái giá trị này đó hiện tại thì bây giờ nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 2 tỷ 6 tới 3 tỷ mà thôi. Đó, thì đây là cái gói cao nhất ha. Cái gói cao gì thì nó rơi vào Binance Smart Chain và nó rơi vào cái hệ sinh thái của Elrond. Đó, thì nếu mà anh em so sánh cái con số 5 tỷ này của Gala, nếu mà họ trong tương lai họ chi thật, họ đậm thật, họ giữ nguyên lời hứa và họ cam kết họ chi và họ thực hiện một cái đùng một phát, thì dường như là những cái ông này, những cái blockchain layer 1 này dường như là hoàn toàn bị lu mờ bởi 5 tỷ của Gala luôn. Và tại sao mình lại nói đó là điều đặc biệt? Tại vì những cái ông lớn mình vừa chia sẻ cho anh em đó, thì những cái dự án đó họ đã có từ lâu trên thị trường rồi, và họ đã phát triển qua được tầm có khoảng 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi, đúng không? Nhưng mà đối với Gala đó, thì Gala là một cái tân binh anh em, một tân binh mà được biết đến nhiều nhất thị trường của chúng ta là vào tháng 9 năm 2021, khi mà được giới thiệu cho cộng đồng và được list lên sàn Binance đó. Thì dĩ nhiên một tân binh như vậy mà bây giờ lại sẵn sàng phân bổ ra tầm khoảng 5 tỷ để mà tung một cái gói kích thích để mà hỗ trợ nâng cao, nâng cấp hơn cái vũ trụ NFT của mình, thì đó là một cái điều mà mình nghĩ rằng là một cái điều nó không hề tầm thường một tí nào đâu. Và bên cạnh đó đó, Gala còn đang nhá hàng về sự kết hợp của rapper Snoop Dogg nữa. Thì như anh em chưa biết, Snoop Dogg là một nam rapper người Mỹ ha, và ông cũng là một KOL có tiếng ở trong cái lĩnh vực NFT trên thị trường tiền mã hóa của chúng ta. Thì phải nói là Snoop Dogg á, ông là một cái người mà một cá mập NFT đó, tại vì ông sở hữu những cái bộ sưu tập NFT lên cả hàng chục triệu đô anh em. Đó, và các mối quan hệ hợp tác của ông đối với những nền tảng nổi tiếng để mà phát hành ra những cái bộ sưu tập NFT đó, thì có lẽ là mình nổi bật nhất đó chính là về The Sandbox. Thì anh em nào cũng biết cái đồng The Sandbox rồi đúng không? Đó, thì Gala cũng đang nhá hàng để mà tiết lộ ra cái mối quan hệ hợp tác này. Và mình nghĩ rằng á, là mà mình nghĩ rằng thì
Với cái 5 tỷ này thì chắc chắn nó sẽ còn rất nhiều điều để mà chúng ta có thể khám phá ra đối với Gala trong tương lai. Tại vì khi mà đập vào mắt mình cái con số 5 tỷ này thì mình không biết là họ sẽ dùng, họ làm và họ làm tới đâu với cái quỹ nó rất là kinh khủng khiếp này. Đó, thì đây cũng là một cái dự án mà mình cho rằng là nó rất là tiềm năng trong tương lai, khi mà chúng ta hãy kết hợp với một cái cân sốt ha, một cái cân sốt mà mình cho rằng đó chính là một cái cân sốt về blockchain game và thị trường Metaverse. Khi mà anh em thấy đó, đây ở đây mình có một cái ảnh cho anh em, thì khi mà cái thị trường GameFi và cái thị trường Metaverse của chúng ta đó, trong vòng một năm qua đó, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những cái quỹ lớn họ đổ tiền, họ đổ tìm những cái số tiền rất là lớn vào đó, và thậm chí cả những sàn giao dịch nữa. Chúng ta có KuCoin, chúng ta có Binance Smart Chain kết hợp với Animoca Brand đúng không, và chúng ta cũng có Coinbase nữa. Coinbase bây giờ họ chưa đổ tiền đâu, nhưng họ đã cam kết rằng là bây giờ họ sẽ bắt đầu họ xây dựng một cái vũ trụ NFT, một cái vũ trụ Metaverse riêng để mà họ hỗ trợ trong cái lĩnh vực này rồi. Và chúng ta có rất nhiều giao thức ở đây với cái số tiền lên tới cả hàng tỷ đô cơ, thì chắc chắn đây cũng sẽ là một cái miếng bánh rất lớn để mà Gala có thể bành trướng lên cái sự hiện diện của mình trong cái lĩnh vực này. Và mình xin nhắc lại nha, 5 tỷ USD là một cái con số không hề nhỏ nha anh em. Đó, hoàn toàn xóa mờ đi tất cả những cái gói phát triển, những cái gói kích thích hệ sinh thái của những cái nền tảng layer one khác trên thị trường. Đó, mình nói nhiều như vậy là anh em cũng đã đủ hiểu rồi. Rồi, ok, vậy thì trong tuần này tin tức của chúng ta chỉ có như vậy mà thôi. Và mình cũng cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong cái video lần này nha. Một lần nữa mình xin cảm ơn anh em, chúc anh em có một cái mùa bội thu sau khi đón một năm mới rất là vui vẻ bên gia đình rồi. Ok, xin chào anh em. Bye bye.